Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Nam E, và đây là cái bài thứ hai trong chuỗi bài về việc dạy tiếng Anh cho trẻ con trong gia đình. Thì qua cái bài thứ nhất, mình cũng đã nhận được một số thắc mắc của các bạn về việc là dạy tiếng Anh của con như thế nào, rồi những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của việc là tự dạy. Thì hy vọng trong cái bài podcast thứ hai này, các bạn cũng sẽ giải đáp được một phần nào những cái thắc mắc của các bạn. Rồi, Marine lên. Để Marine lên. Marine lên đánh cái căn cứ của quân dịch này nha. Các Marine dạ. Ok. Xem có sinh ra kịp không. Ôi da, mấy con rồng nó ra rồi kìa. Hy vọng là bắn được mấy con rồng này. Căn cứ này cũng nhỏ thôi, chắc là xử lý được nhanh nè. Xin chào các bạn, mình là Nam E, và mình đang sử dụng cái bộ Beyer Dynamic, là bao gồm một cái microphone USB. Đây là cái microphone USB Beyer Dynamic Fox, và đây là cái tai nghe close back Beyer Dynamic DT770 Pro. Phiên bản mình đang mang trên tay là phiên bản có trợ kháng là 32 ohm. Cái combo này là cái combo mà Beyer Dynamic họ bán ra dành cho cực kỳ nhiều đối tượng sử dụng. Các bạn có thể mua về để livestream game, các bạn có thể mua về để làm podcast, thậm chí là các bạn chuyên nghiệp làm phòng thu cũng có thể mua về để có thể sáng tạo nội dung ngay tại phòng thu của mình. Bởi vì cái bản thân cái tai nghe Beyer Dynamic DT770 Pro này là một tai nghe phải nói là vô đối trong tầm giá dành cho cái tai nghe studio. Và cái mic mới ra, cái đây Beyer Dynamic Fox này thì cũng cực kỳ ngon luôn. Nó cho âm thanh đầy đặn, ấm và trong. Ví dụ như các bạn cần thu tiếng podcast, ví dụ các bạn cần kể chuyện, ví dụ các bạn cần làm voice over, thì đây là một cái lựa chọn rất tuyệt vời. Thì chúng ta cùng xem xét kỹ hơn hai cái sản phẩm này nha. Tai nghe DT770 Pro thì có 3 phiên bản trợ kháng nha anh em. Anh em có thể lựa là 32 ohm, 80 ohm và 250 ohm. Chút xíu nữa khi mà nói kỹ hơn về cái tai nghe thì mình cũng sẽ đi sơ qua lược một chút xíu lý do vì sao chúng ta lại lựa chọn những cái phiên bản ohm khác nhau, những phiên bản có trợ kháng khác nhau. Rồi nói về cái microphone đi. Đây là cái microphone condenser. Ở trong cái microphone thì anh em có cái này. Đây là cái đế để anh em đựng cái microphone ở trên bàn. Nếu như anh muốn dựng microphone trên bàn thì anh em có thể gắn lên trên đế như thế này. Còn không thì anh em gắn lên trên cái arm. Đây là cái chân để anh em gắn lên trên arm. Cái microphone có kèm cái lọc gió. Anh em có thể lựa chọn cái mẫu lọc gió bằng kim loại, hoặc anh em lựa chọn cái lọc gió là bọc như thế này. Đây là cận cảnh cái microphone Beyer Dynamic Fox. Cái thiết kế của nó là thiết kế hình trụ. Cái phần mà thu nhận âm thanh nó nằm phía trước nha anh em. Xíu nữa mình sẽ test cái chất lượng âm thanh khi mình thu phía trước, hai bên hông và phía sau lưng. Nhấn nút này thì cái mic nó sẽ không có ra tiếng. Cái mic này là mic USB-C, và anh em có thể sử dụng nó với lại máy tính Windows, máy tính Mac, sử dụng với điện thoại Android, điện thoại iOS. Khi sử dụng với điện thoại thì anh em phải dùng những cái adapter, ví dụ adapter Lightning to USB hoặc là adapter USB-C. Ở phía mặt sau thì cái mức chỉnh gain độ lợi này thì chỉ có hai mức, là mức cao và mức thấp thôi. Ở mặt phía trước thì chúng ta có cái nút mix. Nút mix này nghĩa là như thế nào? Khi anh em cắm cái mic này vào trong máy tính á, thì cái bản thân cái mic này nó cũng là một cái nguồn xuất được âm thanh. Khi anh em cắm vào máy tính và anh em cắm tai nghe vào trong đây thì anh em có thể monitor được cái tiếng anh em nói ra, và đồng thời anh em có thể xuất được âm thanh từ máy tính ra. Như cái này nó nói đông nam nó giống một cái sao cạc vậy đó. Ví dụ như em chơi game, ví dụ như anh em làm nhạc thì cái tiếng nó có thể xuất ra được cái cổng USB và anh em có thể nghe trực tiếp từ cái này, từ cái lỗ tai nghe này. Thì khi anh em chọn nút mix này, anh em vặn hết vào bên trái thì những cái âm thanh có từ máy tính ra, ví dụ như tiếng nhạc, tiếng chơi game nó sẽ lớn nhất. Anh em để ở giữa thì nó sẽ cân bằng hai cái, và anh em quẹo bên tay phải này thì tiếng của mic là lớn nhất và nó sẽ tắt cái tiếng cho máy tính đi. Chút xíu sẽ demo. Đây là cái phần điều chỉnh âm lượng của cái mic. Đây, điều chỉnh âm lượng của mic. Đây cái nút này. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái tai nghe DT770 Pro. DT770 Pro là một cái tai nghe close back. Close back là cái phần này nó kín và cái âm thanh nó sẽ không bị lọt ra ngoài, thì rất là phù hợp làm việc trong phòng thu. Bởi vì anh em làm việc trong phòng thu thì anh em nghe cái gì đó, anh em không muốn cái âm thanh này nó lọt ra ngoài, nó ảnh hưởng tới chất lượng của âm thanh, chất lượng của cái môi trường anh em làm việc. Hoặc là anh em có thể sử dụng cái này ở trên tàu điện, sử dụng nó trong thang máy, hoặc sử dụng nó ở những nơi công cộng. Cái tiếng anh em đang nghe nó không bị lọt ra ngoài, như những cái tai nghe open back chẳng hạn, thì nó lọt tiếng ra ngoài sẽ ảnh hưởng người khác. Cái tai nghe này nó close back, không có lọt tiếng ra ngoài. DT770, cái bản mình đang cầm trên tay là bản Made in Germany. Đây, có chữ Made in Germany trên đây. Cái khung này là khung bằng thép, phần này là phần da. Nếu như mà anh em mua cái phiên bản trợ kháng là 80 ohm hoặc là 250 ohm thì anh em có thể lựa chọn cái này là bằng vải. Đây,
cái jack của này á, là jack 3.5 ly và có đi kèm theo một cái adapter bự hơn để anh em cắm vô những cái ampli hay những cái đồ to hơn. Rồi nói về trở kháng. Trở kháng là cái gì? Trở kháng thấp 32 ohm thì có nghĩa là cái thiết bị phát nhạc của anh em, ví dụ như điện thoại, ví dụ như là DAC, nó cần ít năng lượng hơn, cần volt ít hơn để nó kéo được cái tai nghe này. Còn ví dụ như là 80 ohm hoặc là 250 ohm thì những cái thiết bị nghe anh em cắm vào thì nó phải cần nhiều điện hơn thì nó mới có kéo được. Cái này ví dụ như anh em cầm cái tai nghe 32 ohm, anh em cắm vào cái ampli lớn thì anh em phải giảm âm lượng xuống chút xíu thì anh em nghe được. Còn anh em cầm cái tai nghe 250 ohm anh em cắm vào trong điện thoại thì điện thoại nó không kéo nổi, anh em phải mở hết maximum âm lượng lên thì nó cũng chỉ nghe chút xíu thôi, thì sẽ giảm chất lượng nghe chúng ta xuống rất là nhiều. Thì cái bản 32 ohm thì nó sẽ phù hợp để anh em nghe được trên tất cả mọi thiết bị luôn, tức là anh em nghe trên điện thoại cũng được, nghe trên những cái DAC, rồi thậm chí anh em cắm vào ampli cũng được, cũng nghe được ok. Thì nó đa dụng hơn, anh em có thể dùng cái này trong phòng thu cũng được và dùng nó với điện thoại, dùng nó với như máy nghe nhạc cũng rất ok. Còn lý do vì sao những cái tai nghe mà dành cho phòng thu nó lại có trở kháng lớn hơn cũng rất đơn giản thôi, bởi vì ở trong phòng thu thì hầu hết tất cả những thiết bị nó đều là những thiết bị lớn, những cái loa lớn. Nếu như mà chúng ta cắm những cái tai nghe có cái trở kháng thấp vào thì âm lượng nó phóng ra nó rất là to, nó sẽ ảnh hưởng tới thính lực. Chính vì vậy á, những cái phòng, những cái tai nghe mà ta dành riêng phòng thu thì để giảm bớt cái hiện tượng đó thì người ta mới tăng trở kháng của cái tai nghe lên. Khi anh em cắm vào âm ly lớn thì cái trở kháng lớn đó nó sẽ không làm cho ảnh hưởng cái thính lực của anh em, làm ảnh hưởng tới tai nghe và ảnh hưởng tới cái tai của anh em. Đó là lý do vì sao anh em lựa chọn cái bản 250 ohm, 80 ohm hoặc là 32 ohm. Còn ở cái phiên bản DT770 Pro này thì chất lượng nghe của cả ba phiên bản là như nhau. Tuy nhiên là ví dụ như nếu anh em cắm cái 250 ohm nghe và nghe bằng điện thoại thì sẽ nghe không ra. Còn anh em cắm cái 32 ohm vào những cái máy lớn thì anh em phải giảm âm lượng xuống thì nó mới có được cái mức độ nghe tương đương. Đây là một cái tai nghe phải nói là huyền thoại trong cái giới tai nghe dành cho studio. Cực kỳ nhiều cái studio đã sử dụng cái âm thanh, cái tai nghe này. Và người ta đánh giá là cái âm trầm của cái này là âm bass trầm, rất là giàu năng lượng và rất là chính xác, chi tiết. Cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nghe và hiệu chỉnh được cái âm thanh của chúng ta. Âm trung của cái này thì nó ok, nó hơi mỏng một chút xíu so với âm trầm. Tuy nhiên thì là âm trung cũng rất là chi tiết. Còn âm cao thì là cũng rất là tốt và rất là mượt mà. Nói chung cái tai nghe này là cái tai nghe studio, tai nghe dành cho phòng thu, cho nên là nó tái tạo âm thanh chính xác nhất. Anh em cắm vào anh em nghe nhạc thì sẽ cảm giác là nó sẽ hơi khô một chút xíu, âm thanh nó sẽ hơi khô một chút xíu. Tuy nhiên cái tính khô của nó sẽ giúp cho cái bản nhạc của anh em nghe nó được chính xác. Và nếu như anh em nghe nó làm tai nghe monitor, anh em nghe nó để anh em hiệu chỉnh âm nhạc thì nó sẽ cho chất lượng hiệu chỉnh âm nhạc tốt nhất, bởi vì những gì anh em nghe trên tai là những cái thật của anh em đang nghe. Alo, bây giờ là tới phần thử mic nha anh em ha. Khi anh em cắm cái tai nghe này vào trực tiếp cái lỗ 3.5 ở trên cái microphone đó, thì anh em có thể monitor cái tiếng của anh em nghe ra trực tiếp luôn. Ví dụ như anh em cắm cái tai nghe này vào máy tính anh em á, thì nó sẽ bị delay nhẹ. Còn anh em cắm trực tiếp vào cái này thì nó sẽ ra cái tiếng âm thanh trực tiếp. Và mình đang mở một cái file nhạc ở trên máy tính của mình. Đang mở cái file nhạc trên máy tính của mình. Ở trên cái nút mix này thì mình đang để âm lượng ở mức cân bằng. Bây giờ mình sẽ thử vặn hết ra bên trái. Vừa đồng vặn hết bên trái thì mình nói anh em không nghe nữa nha. Bây giờ vặn. Mình để ngay giữa thì anh em sẽ nghe được cái tiếng của mình song song với lại cái tiếng nhạc, tức là hoặc là anh em có thể livestream mà em có thể chơi game, cái nút mic này nó có tác dụng nhỏ, anh em có thể điều chỉnh ngay trực tiếp trên cái mic này. Rồi mình vặn hết bên tay phải thì cái tiếng nhạc nó sẽ giảm xuống và chỉ còn cái tiếng mic thôi. Thì đó là cái điều hay của cái nút này. Giờ mình để ngay giữa và mình sẽ tắt nhạc đi để cho nó không bị rối. Rồi tắt nhạc đi thì chỉ còn cái tiếng của mình thôi. Phía dưới thì có cái tiếng của cái microphone này. Đây, vặn nhỏ xuống, tiếng microphone nhỏ xíu ha. Microphone to lên, microphone 123, microphone 123, test mic. Rồi, vừa rồi là mình thử sơ những cái chức năng của cái Mic Biodynamic Fox. Bây giờ mình sẽ thử cái âm thanh của nó. Mình đang nói trực tiếp phía trước cái mic này cho anh em nghe. Thì anh em thấy là cái mic này nó sẽ thu tốt nhất khi anh em đối diện với nó ha. Mình ở cách xa nó khoảng chừng, đây là khoảng chừng 50cm. Anh em nghe cái tiếng của mình thu như thế này. Và đây là mình ở cách xa nó chừng 1m. Đây,
cách xa nó chừng 1 mét thì cái tiếng nó sẽ như thế này. Cách xa nó chừng 1 mét. Ở phía sau nó có cái nút để chỉnh độ lợi nè. Mình đang để đổi mức này, giảm cái độ lợi xuống. Đó, cái hai mức on off, yeah. Tăng lên. Đó, bây giờ mình đang để độ lợi ở 2 gain. Rồi mình sẽ thử cái tiếng nói của mình nha. Đây là tiếng nói ở phía trước cái mic. Đây là tiếng nói ở bên hông cái mic. Đây là tiếng nói ở phía sau lưng cái mic. Đây là tiếng nói ở bên hông cái mic tiếp tục. Đây là tiếng nói ở trước cái mic sau khi mình đã giảm cái độ lợi xuống, cái mic gain set xuống. Đây là tiếng nói ở bên hông cái mic. Đây là tiếng nói bên hông cái mic. Đây là tiếng nói ở sau lưng cái mic. Rồi mình tăng cái mic gain lên để mình nói chuyện tiếp với anh em. Cái mic này là mic một kênh thôi, nó không phải là mic hai kênh để anh em có thể quay những cái tiếng ví dụ như là âm thanh ASMR. Anh em quay ASMR bằng cái mic này thì nó sẽ không có cái hiệu ứng âm thanh 3D, hiệu ứng âm thanh vòm của hai cái tai. Tuy nhiên thì anh em nếu như muốn thì vẫn có thể sử dụng nó làm cái ASMR, thì mình sẽ thử cái độ nhạy của nó. Xin chào anh em, đây là cái tai nghe Biodynamic DT730 Pro 250 ohm, 80 ohm, 32 ohm. Âm bass. Cái tai nghe Biodynamic DT770 Pro có âm bass trầm ấm, giàu năng lượng, chính xác đến từng chi tiết. Chính vì vậy mà bạn có thể tận hưởng và chỉnh sửa những giai điệu ổn định. Ok, vừa rồi là mình nói thì thầm tới kiểu ASMR ha. ASMR nó còn có nhiều thứ khác mà. Cái này demo như vậy. Rồi thử gõ bàn phím. Livestream gõ bàn phím. Bàn phím của mình đây, switch nó hơi ồn ào xíu. Nhưng mà nếu như những bàn phím nhẹ nhàng, ví dụ như bàn phím của MacBook Pro này, thì anh em sẽ nghe tiếng nó êm ái hơn. Rồi đây là cái video giới thiệu cho anh em biết cái combo Creator Pro của Biodynamic, bao gồm cái bộ mic Biodynamic Fox và cái tai nghe DT770 Pro. Cá nhân mình cảm nhận thì cái tai nghe này với nó là cực kỳ đã anh em, cảm giác mang thoải mái, mang nó thoải mái, và cái chất lượng âm thanh từ cái tai nghe này ra thì phải nói là quá ổn luôn á. Thực sự mình cực kỳ thích. Mình nghe một số những cái album, ví dụ như là những cái album khó, We Are Not Your Kind của Slipknot là một cái album phải nói rất rất khó, bởi vì tiếng bass, tiếng trống, tiếng đàn guitar nó rất là rối. Nếu như một cái tai nghe nó không có đủ cái điều kiện để cho nó tái tạo lại thì anh em sẽ nghe giống như một cái bùi nhùi ở trong cái đầu của anh em vậy. Mà với lại cái tai nghe này thì mình cảm nhận là mình nghe cái album đó được rất trọn vẹn, rất là tuyệt vời. Nói chung là tai nghe rất là ok. Và cái hay của cái tai nghe này là nó 32 ohm cho nên mình có thể sử dụng với cái điện thoại của mình. Mình không cần phải DAC hoặc là head amp gì vẫn có thể kéo được nó. Còn nếu như cần thì mình vẫn có thể dùng DAC head amp được chứ không phải là không. Về bản thân cái mic này mình đánh giá nó là nó cho cái tiếng thu được ấm, cái độ nhạy rất là ổn. Nó phù hợp để anh em làm podcast, nó phù hợp để anh em làm những cái chương trình lồng tiếng, hoặc là anh em thậm chí anh em có thể thu tiếng hát nếu như anh em có nhu cầu. Nếu anh em muốn mua nguyên một combo thì ở người ta có bán nguyên một cái bộ combo này, và nếu không á thì anh em có thể mua cái mic riêng cũng được, hoặc là em mua cái tai nghe riêng cũng được luôn. Cảm ơn anh em, đây là Nam E ở mạng xã hội tinh tế.vn và cái combo Biodynamic Creator Pro của Biodynamic ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau của mình.